Rebirth, nhà thầy cũ số 1 tại Úc. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Linh, hiện đang là chuyên viên đào tạo của nhãn hàng Rebirth tại Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là tinh chất tế bào gốc nhau thay cừu và nọc ong Rebirth. Khi mình bước sang ngưỡng 25 á, thì làn da của mình bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu về lão hóa da cũng như là sạm nám. Kết hợp với cái áp lực công việc hiện nay cũng như là môi trường, làn da của mình sẽ ngày càng tổn hại nhiều hơn. Khi đó các bạn hay chọn các phương pháp như là tiêm filter, tiêm botox hay sử dụng những cái sản phẩm kém chất lượng thì sẽ ảnh hưởng cho da của mình sau này rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái dòng sản phẩm tinh chất tế bào gốc nhau thay cừu và nọc ong này sẽ đem đến cho bạn một làn da khỏe mạnh, mịn màng và căng bóng hơn. Đầu tiên là về tinh chất tế bào gốc Rebirth, là dạng tế bào gốc tủy B chiết xuất từ nhau thay cừu và nọc ong. Thì đây là một trong những công nghệ tiên tiến nhất về tế bào gốc ở châu Âu của hãng Rebirth nổi tiếng tại Úc. Tinh chất tế bào gốc nhau thay cừu và nọc ong Rebirth hiện có 3 công dụng chính. Thứ nhất đó là giúp thu nhỏ lỗ chân lông, dưỡng ẩm cho làn da và làm đầy các nếp nhăn. Thứ hai đó là tinh chất tế bào gốc nó bao gồm nọc ong và nhau thay cừu sẽ giúp tái tạo làn da, sản sinh collagen và chống lão hóa cho làn da. Công dụng cuối cùng của sản phẩm đó chính là đem đến cho bạn một làn da trẻ, khỏe và hạn chế các vấn đề về thâm nám, tàn nhang, giảm sắc tố của làn da. Cách dùng sản phẩm này vô cùng đơn giản. Trước tiên là bạn phải rửa mặt sạch, sau đó bạn dùng bông thấm khô làn da. Các bạn lấy một lượng tinh chất vừa đủ thoa lên trán và hai bên má. Sau đó dùng tay massage đều trên da theo hướng từ dưới lên trên để da luôn căng mịn và không lão hóa. Các bạn lưu ý là mình nên dùng thêm một lớp kem dưỡng để khóa ẩm và giữ cho các dưỡng chất thấm sâu vào trong da, giúp cho serum phát huy hiệu quả tốt. Các chị em hãy sử dụng tinh chất tế bào gốc nhau thay cừu và nọc ong Rebirth đều đặn mỗi ngày để có được một làn da khỏe mạnh, mịn màng và căng bóng. Để được tư vấn cụ thể hơn, các bạn vui lòng liên hệ số hotline 090 522 3817 hoặc là comment vào bên dưới video này để được tư vấn chi tiết nhé. Chúc các chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn xinh đẹp và có một làn da khỏe mạnh. Rebirth, nhau thay cừu số 1 tại Úc.